Xin chào mọi người, đây là đơn hàng ngày hôm nay của công ty nè. Đây là đơn lẻ. Do là gần Tết đó nên khách đặt hàng đơn hàng nhiều để mình dùng trong Tết. Với lại cũng đang còn chương trình áp dụng khuyến mãi nên là khách tranh thủ đặt để được áp dụng những khuyến mãi của công ty. Thì chương trình khuyến mãi của công ty á, đang chạy đến hết ngày 28 âm lịch đó, là nhằm ngày 9 tháng 2 ở trên. Thì đối với đơn hàng mà một chai 1 lít đó, thì sẽ có được tặng thêm một chai 500. Cái combo này thì giá nó 500 ngàn. Nếu mà mình mua 4 chai 500 á, thì giá 520 ngàn mình sẽ được tặng thêm một chai 500 nữa. Đây là combo 4 chai 500. Với lại đây là combo là 2 chai 1 lít. Đây là cách gói hàng của chai 500 ml. Chai này là thủy tinh nên là bên công ty sẽ gói bóng khí ở bên ngoài để tránh nó dễ vỡ. Này, khách mua lẻ một chai 500 thì sẽ bỏ vào một cái hộp đơn như thế này. Thì giá một chai lẻ một chai 500 ml là 130 ngàn. Còn đây là đơn hàng sữa. Đối với sữa ông chúa 500 g á, bên mình đang có giá bán lẻ là 650 ngàn á. Nếu mà mình mua hai hũ sữa 500 g như vậy á, thì mình sẽ được tặng thêm một chai 500 ml mật ong. Là combo đó là 1 triệu 3, 1 triệu 300 ngàn. Còn bây giờ thì mình đang chuẩn bị phân hàng cho các bạn shipper lên đường giao hàng về nhà khách đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo nhé. Xin chào.